mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào cô Thảo. Cô chào Minh Châu. Cô ơi, em tia thấy cái dĩa mì ở đây rồi nè. Nhìn mì tươi ngon quá cô ha. Nhìn dĩa mì này thì em có thể đoán được là ngày hôm nay cô Thảo làm mì xào nè, hoặc là làm mì nước nè. Đoán hai câu đều trật lất hết trơn luôn. Đúng là cô chuẩn bị loại mì trứng tươi này ăn rất là ngon. Nhưng mà món mì hôm nay cô giới thiệu với lại Minh Châu và quý vị khán giả sẽ là một món mì có tên gọi rất là lạ nè, mà cách chế biến cũng lạ luôn, và cách thưởng thức cũng rất là đặc biệt. Mà món mì này lại phù hợp cho những ngày hè nóng nực đó. Nếu như vậy thì ngày hè của em không chỉ vui khỏe mà còn mát mẻ nữa đúng không cô? Chính xác. Trong chương trình kỳ này, cô sẽ giới thiệu với lại quý vị khán giả một món hè vui khỏe, đó là món mì lạnh. Để thực hiện món mì lạnh thì chúng ta chuẩn bị khoảng 5 vắt mì tươi, một miếng ức gà, một miếng sâm bông, cua thanh, rau mầm, dưa leo, nấm mèo, cần tây sắc sợi, ớt sừng sắc sợi, bột năng, mè rang, dầu mè và hai quả trứng gà. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị thêm các loại gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto, giấm gạo Lisa và nước tương đậu nành Lisa. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ luộc mì. Cô sẽ đặt một cái nồi lên bếp. Cô sẽ cho vào trong phần nước luộc mì này một ít muối nè. Còn gà đó thì cô cũng đã luộc chín sẵn rồi. Nhưng mà Minh Châu nhớ lưu ý là khi chúng ta luộc gà xong thì chúng ta sẽ giữ lại khoảng nửa chén nước luộc gà, vì chúng ta sẽ còn sử dụng cái nước luộc gà đó để chế biến tiếp tục nữa. Minh Châu giúp cho cô đeo bao tay vào. Và chúng ta xé sợi cái phần thịt gà này ra nha. Chúng ta sẽ xắt những cái sợi dưa leo khoảng chừng 6-7 cm. Minh Châu tiếp tục là xé tiếp giùm cô cái phần cua thanh này, cũng xé sợi nhỏ luôn nha. Dạ. Nước bây giờ sôi rồi, cô sẽ luộc mì nha. Mì này chúng ta sẽ cho vào trong nước. Mình có luộc lâu không cô? Mình không có luộc lâu lắm, nhưng mà có điều khi cho cái loại mì này vào á thì Minh Châu và quý vị khán giả nhớ lưu ý, mì trứng hay là tất cả những cái loại mì khác, nếu mà chúng ta luộc quá thời gian thì đều làm cho sợi mì nát, sẽ không ngon. Dạ. Và bây giờ thì mì sôi trở lại cũng đã được 2 phút rồi, cô sẽ chuẩn bị một cái tô có nước đá trong đó. Nếu mà chúng ta ngâm vào nước đá không như thế này nè thì nó chỉ mới giúp cho cái sợi mì nó săn lại mà thôi. Dạ. Còn muốn cho mì không bị dính á thì lát nữa chúng ta còn qua một cái giai đoạn nữa là chúng ta phải xóc với lại dầu. Sau khi mà vớt mì ra rồi thì bây giờ cô sẽ cho vào một cái tô như thế này. Đây là cái phần dầu mè cô chuẩn bị ở giai đoạn đầu, cô sẽ rưới đều vào nè. Dạ. Trong khi Minh Châu xé phần cua thanh nè thì cô còn hai giai đoạn nữa là cô sẽ cắt cái phần răm bông này. Nấm mèo này khi chúng ta mua về xong á thì chúng ta sẽ rửa sạch đi rồi ngâm cho nở. Quý vị khán giả cũng cần lưu ý là khi chúng ta ngâm nấm mèo thì chúng ta nên ngâm nấm mèo ở trong nước ngon gạo, hoặc là trong nước có pha một chút bột năng để giúp cho nấm mèo được sạch nè và giảm đi cái mùi hăng của nấm mèo. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái giai đoạn kế, đó là giai đoạn chúng ta tráng trứng. Cô sẽ đập trứng ra. Và bây giờ cô nêm vào đây một chút xíu muối nữa nè, và mình đánh đều lên. Chảo nóng rồi, cô sẽ cho dầu vào. Dạ. Ráng đều cái phần dầu này. Sau đó thì cô sẽ rót hết ra nghe Minh Châu. Chờ cho chảo nóng và bây giờ chúng ta mới trút cái phần trứng này vào. Và phải thật nhanh tay, trải đều hết trứng đúng không cô? Đúng rồi. Bây giờ Minh Châu tắt bếp đi, cô sẽ trút ra cái dĩa ngay. Dạ. Rồi, cái trứng sau khi mà chúng ta tráng xong rồi nè, cô sẽ cuốn tròn lại để là lát nữa mình cắt cho nó dễ nha. Dạ. Cũng tương tự như là những nguyên liệu lúc nãy thì chúng ta cũng sẽ xắt sợi. Bây giờ thì đến giai đoạn chúng ta làm nước sốt. Chúng ta cho vào nửa chén nước luộc gà. Sau đó thì cô cho vào một ít muối, một ít tiêu, khoảng chừng 3 muỗng canh nước tương Lisa. Sau đó cô cho tiếp khoảng 1 muỗng rưỡi giấm gạo Lisa nữa, 1 muỗng canh đường nè, và cô sẽ thêm một chút xíu dầu mè nữa cho nó có mùi thơm. Dạ đúng rồi, để em giúp cô khuấy đều lên nha. Ừ. Nếu mà muốn ăn một cách đơn giản á thì Minh Châu có thể cho vào cái tô lớn, trộn hết các thứ với nhau, rưới nước sốt vào, trộn đều, ăn là được rồi. Nhưng mà nếu mà muốn ăn ngon á thì những nguyên liệu này đều phải giữ lạnh nè. Dạ. Nước sốt chúng ta cũng phải giữ lạnh, rưới đều lên, không có một chút chất béo và dầu mỡ gì hết, ăn sẽ rất là đặc biệt và ngon. Ồ, hay vậy ta. Rồi, cô cho một ít mì ra dĩa. Sau đó mình sẽ lần lượt là xếp lên trứng nè. Kế bên trứng là sẽ có một ít cua thanh, rồi thêm một ít
rau cần sắc sợi nè, một ít ớt sắc sợi nè, dăm bông sắc sợi, thịt gà, xé sợi, dưa leo, rau mầm. Cô sẽ cho một ít nấm mèo. Cuối cùng thì cô sẽ rắc thêm mè trắng rang. Mè trắng rang lên và rưới nước sốt vào. Như vậy là món mì lạnh của chúng ta đã hoàn tất rồi. Cô cũng đã chuẩn bị cho Minh Châu một chén mì lạnh. Minh Châu thưởng thức thử và cho biết cảm nhận với món mì lạnh này như thế nào nha. Dạ, đúng là ngày hè mà mình được ăn một món lạnh thì còn gì bằng, đúng không cô? Ừ. Nhưng mà tại vì nó hơi lạ cho nên em phải xem thử xem như thế nào. Cô ơi, cô mở máy lạnh ở đâu vậy cô? Trời ơi, ăn tới đâu là thấy mát tới mát đó. Đó. Dạ đúng rồi. Quý vị khán giả thân mến, bởi vì đây là món mì lạnh cho nên là Minh Châu đảm bảo quý vị là ăn tới đâu sẽ cảm thấy mát lạnh ngay tới đó. Bây giờ thì Minh Châu đã thay đổi ý kiến rồi. Mì không chỉ ăn nóng đâu mà ăn lạnh cũng rất ngon. Bởi vì mùi vị của nước sốt rất là vừa ăn nè. Sợi mì dai không bị bở mà còn có mùi thơm thoang thoảng của dầu mè nữa chứ. Vị chua nhẹ hài hòa lắm. Minh Châu nghĩ quý vị sẽ thích luôn á. Món hè vui khỏe. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị đã thường xuyên liên lạc với chương trình để giúp chương trình ngày một tốt hơn. Bây giờ quý vị hãy nhớ nhé, hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc số điện thoại là Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto 083 823 7557. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, chúc quý vị một mùa hè thật vui.